Đầu tiên chúng ta sẽ học cách gọi tên Gmail trên điện thoại. Chào tất cả mọi người, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để đổi tên Gmail trên điện thoại. Để đổi tên Gmail trên điện thoại, bước đầu tiên là các bạn nhấn vào trình duyệt Chrome trên điện thoại. Tại trang chủ trình duyệt Chrome thì các bạn nhấn vào thanh tìm kiếm, rồi gõ là google.com. Sau đó tìm kiếm nó. Ở trên trang google.com này thì các bạn nhấn vào biểu tượng LVT ở bên trên phía bên phải. Sau đó thì có một cái bảng nó hiện ra như vậy. Thì lúc này thì các bạn chọn vào một cái tài khoản Gmail mà mình muốn đổi tên. Sau đó thì các bạn nhấn vào tài khoản, quản lý tài khoản Google của bạn. Tại trang tiếp theo hiện ra thì các bạn nhấn vào tab thông tin cá nhân. Các bạn kéo xuống dưới một tí, ta sẽ thấy được cái mục là tên, các bạn nhấn vào đó. Ở tại mục tên này thì phần họ các bạn xóa hết đi. Rồi phần tên thì các bạn điền đầy đủ cái tên mà mình muốn. Sau khi thiết lập phần tên xong thì các bạn nhấn vào lưu, rồi bấm vào nút mũi tên này để thoát ra. Rồi đây là cách để chúng ta thiết lập thay đổi tên Gmail trên điện thoại. Chào tất cả các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thay đổi tên Gmail trên cái máy tính. Bước đầu tiên là các bạn vào cái trình duyệt Chrome. Tại cái trang chủ của nó thì các bạn nhấn vào biểu tượng LVT phía bên trên tay phải của chúng ta. Rồi sau đó xem cái tài khoản cái Gmail của chúng ta chạy đúng hay chưa. Nếu nó đúng rồi thì các bạn nhấn vào quản lý tài khoản Google của bạn ở phía bên dưới này. Tại tab trình duyệt mới hiện ra thì các bạn nhấn vào thông tin cá nhân. Trong tab thông tin cá nhân này thì các bạn lướt xuống. Tại cái mục là tên các bạn nhấn vào. Tại đây thì chúng ta cũng thiết lập giống như là phần hướng dẫn trên điện thoại vậy. Cái phần họ nè chúng ta sẽ để trống. Và phần tên thì chúng ta ghi chủ tên vào, tên của mình vào. Sau khi thiết lập xong gì thì các bạn nhấn vào nút lưu bên dưới. Khi lưu xong thì các bạn nhấn vào nút mũi tên này để thoát ra ngoài. Rồi, như vậy là chúng ta đã thiết lập thay đổi tên Gmail xong trên máy tính rồi. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.